Thùy Linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi băng tần VCOW TV 57.13, 16.2 San Jose cũng như là Galaxy 19 đi toàn quốc Hoa Kỳ và Canada. Sắp tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm một ngày lễ rất là lớn của nước Mỹ, đó là ngày Mother's Day. Và trong cái tâm tình đó thì chúng tôi đài VCOW TV muốn gửi đến quý vị những lời tri ân cũng như là những cái lời nói dành cho các bà mẹ cũng như là các bác và các cô. Và hôm nay đồng hành với Thùy Linh là Thùy Vi, anh Đức Tiến, chị Hoa hậu Hạnh Lê cũng như là anh Nam Đặng. Xin chào mọi người. Chào Thùy Linh. Đức Tiến xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của đài VCOW TV. Hôm nay thì đại gia đình của VCOW TV cùng xung vầy ngồi ở đây để cùng chia sẻ tất cả quý vị trong cái không khí của ngày lễ Mother's Day. Dạ Thùy Linh, đúng như vậy. Hạnh Lê cũng xin trân trọng kính chào khán giả của VCOW TV thân thương. Và thưa quý vị, xin mời quý vị theo dõi một chương trình thật là đặc biệt của tất cả những anh em của VCOW TV hôm nay. Dạ vâng. Dạ vâng, và thưa quý vị, và để bắt đầu cái ngày lễ Mother's Day, cái chương trình dành cho các bà mẹ, thì Thùy Linh muốn nói sơ về cái lịch sử cái ngày Mother's Day bắt đầu từ khi nào, cũng như là làm thế nào mà chúng ta có cái ngày lễ của ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cái ngày lễ Mother's Day đó là vào năm chính thức á, là bắt đầu là vào năm 1914, nhưng mà thật ra đã có từ năm 1980 khi mà cái cô Julia cổ viết nên một cái bản tuyên ngôn, nhưng mà thật sự là không có ai biết được cái đó nhiều cho tới khi mà nó tới tay cái cô tên là Anne Maria, là một nữ giáo viên tại trường học ở thành phố thuộc tiểu bang West Virginia. Và hai mẹ con của cô này đó đã góp phần tuyên truyền cũng như là đấu tranh không ngừng để quảng bá cho cái ngày này. Và chính thức là vào tháng 5, ngày 9 năm 1914 thì Tổng thống Woodrow Wilson đã chính thức thành lập cái ngày Mother's Day, là tính là cái ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5. Và hiện nay đó thì hầu hết các nước đều celebrate cái ngày này. Và có nước thì họ kỷ niệm theo cái ngày khác, chẳng hạn như là anh chị có biết không, là giống như Việt Nam mình là có ngày 8 tháng 3 rồi ngày 20 tháng 10, rất là nhiều, họ biến thể một chút xíu đi theo mỗi nước có một cái ngày khác nhau, nhưng mà lớn nhất đó là cái ngày mình tính là thứ cái chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày Mother's Day. Thì thường cái ngày Mother's Day đó thì mình có thể chia sẻ với khán giả một chút xíu là mình sẽ trước tiên thì dĩ nhiên là mình sẽ đi kỷ niệm cái ngày đó rồi, nhưng mà tại sao chị lại nghĩ là mẹ là cái người quan trọng nhất? Những cái hy sinh của mẹ thì như thế nào? Khi mà nói về người mẹ thì chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng mẹ thì chỉ có một thôi, không thể nào có hai người mẹ được cả. Cho nên một cái ngày lễ Mother's Day thì không phải là chỉ dành cho nước Mỹ mà cho tất cả những người mẹ trong toàn thế giới. Mỗi người mẹ ở mỗi nơi đều có những cái tính cách cũng như có những cái lịch sử mà cái sự celebrate của mỗi đất nước khác nhau. Tuy nhiên cái lòng mẹ hay cái tình mẹ từ xưa đến nay đều là một trong những cái điều mà vẻ vẻ thiêng liêng nhất của mỗi chúng ta, mỗi con người chúng ta. Vì mẹ là người đã tạo hóa ra mình, đã tạo ra cái hình hài của chúng ta. Cho nên là thưa quý vị, khi mình nói về mẹ thì không có những cái câu nói nào có thể nói được hết được về người mẹ. Cho nên rằng mình biết rằng mẹ là luôn luôn nằm trong lòng của mỗi người chúng ta. Chắc mời Nam Đặng cũng chia sẻ. Nam Đặng nãy giờ ít nói quá, chia sẻ chút xíu về suy nghĩ của Nam Đặng cái ngày lễ này và về mẹ của mình và của mẹ của tôi nhỏ. Thưa với khán giả cũng như là Đức Tiến, chị Hạnh Lê cùng với lại hai người MC duyên dáng của VCOW TV, thì riêng bản thân Nam thì người mẹ đối với Nam nó cũng không có phải xa lạ gì hết, rất là thiêng liêng, là người đã cưu mang Nam, cũng cái người cha của Nam nữa đã cưu mang Nam, có tính đến nay cũng đã 30 mấy năm rồi. Thì cứ nhớ hoài, tất nhiên là mẹ đã chăm sóc cho Nam rất là nhiều, nhưng mà cứ nhớ hoài những cái câu chuyện mà ngày xưa mẹ đã có kể cho Nam nghe, đó là hồi nhỏ Nam bị những cái giả lở khắp người, đúng ra là không dám chia sẻ. Nào có riêng mình Nam đâu, thời xưa ở Việt Nam cũng nhiều người bị lắm. Dạ vâng, nhưng mà cái trường hợp của Nam thì nó đặc biệt như vậy. Thưa với quý vị cũng như là với khán giả là cái thói quen của Nam nó kỳ lắm, mà bị cái đó là cứ bắt mẹ phải ôm trên người, mà lúc đó thì còn rất là nhỏ và Nam đã không thể nhớ được là thật sự mình có bị cái đó hay không. Là lúc Nam hứa lo gãi quên chưa. Mà theo lời của mẹ chia sẻ thì nó là những cái mục đó nó làm nước mà nó cứ chảy ra, nó có những cái mùi, những cái mũ đó rất là khó chịu. Nhưng mà cũng chính mẹ của Nam là mỗi ngày sau khi đi bán ngoài chợ về là phải ẩm Nam lên cái xích lô, chạy tuốt vào trong chợ lớn để gặp
một cái vị bác sĩ, một cái vị thầy thuốc ở trong đó, và cái ròng rã như vậy suốt biết bao nhiêu ngày trời, mà nó bị một cái là như vậy, nó làm ông thầy thuốc nó mỗi lần cho thuốc chỉ từ 2 đến 3 ngày, bởi vì lúc đó Nam Đặng quá nhỏ, không dám đưa thuốc nhiều, mà phải ròng rã như vậy suốt mấy tháng trời như vậy, thì cuối cùng Nam mới được làm cái căn bệnh đó. Thì còn ngoài, tất nhiên là còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, nhưng mà đó là một trong những cái gì đó mà đối với Nam Đặng nó thiêng liêng lắm. Thậm chí là Nam Đặng không nhớ là lúc đó mình có bị hay không, nhưng mà cứ mỗi lần nhớ đến câu chuyện này thì thấy trong lòng rất là xúc động. Nhân câu chuyện mà Nam Đặng đang chia sẻ đây thì để thấy rằng là đó là cái tình thương của người mẹ dành cho con của mình, đó là điều ai cũng hiểu và ai cũng đồng cảm. Nhưng mà trên hơn hết, chúng ta cũng nghe rất nhiều những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình có những sự hy sinh rất là lớn lao, thậm chí là cả tính mạng của người mẹ để người con được chào đời, hoặc là để cho người con được sinh sống, hoặc là vì một lý do nào đó để bảo vệ con của mình. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta nghe rất là nhiều xung quanh cuộc sống của mình. Nhưng chẳng hạn bản thân Đức Tiến đây, cũng Tiến là người nam thì gọi mẹ là một má, thì má Tiến thì nói chung là cũng là một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi, cũng thích coi như là cũng thích tiết kiệm. Mỗi lần mà cho đi chơi em mua đồ đẹp, nó đừng có mua đưa tiền đi, đừng có mua đưa tiền, thích cất tiền ở nhà mà nói cất tiền ở nhà làm cái gì, và không là cứ thích mua vàng mà nói là vàng nó có đâu có vui đâu, vàng để có cục nằm đó à. Ví dụ dạng vậy thì có những người mẹ là có những sở thích rất là lạ rồi. Ví dụ như mình biết là rồi sang tiếng sang Hoa Kỳ này thì cũng có những người đỡ đầu, ví dụ những người anh, những người chị, những người ba, những người mẹ đỡ đầu cho mình, đó cũng là những người mình rất là thương, cũng như tất cả quý vị cũng vậy. Thì Tiến nghĩ là nhân cái mùa lễ Mother's Day này thì chúng ta biết rất nhiều, và chúng ta luôn trong lòng mỗi người Việt Nam chúng ta ai cũng có một người mẹ của mình, dù là người mẹ mình còn hiện hữu hay người mẹ mình đã đi về một cõi nơi xa nào đó, chúng ta vẫn hướng về. Nhưng mà cái điều Tiến muốn chia sẻ thêm nhân cái ngày lễ này, đó là có những người mẹ mà đôi khi những người con chúng ta lại không có một sự thuận hòa. Đôi khi rất là nhiều người, Tiến biết là bạn bè Tiến cũng có những sự trải nghiệm đó, ví dụ như hai mẹ con khắc khẩu với nhau chẳng hạn như vậy, mỗi lần nói chuyện ra là có sự cãi vã, hoặc là thậm chí là đôi khi mẹ không ủng hộ cho một người con làm việc gì đó. Ví dụ như người con đó yêu một anh chàng đó rồi bỏ nhà ra đi, rồi người mẹ rất là đau lòng, cứ muốn là con mình là lấy cái anh này để được sung sướng cuộc đời, để không lấy, lại bỏ nhà đi theo một anh chàng nào đó, rồi thậm chí là có con riêng rồi, gia đình cảm thấy rất là xấu hổ, rồi thậm chí có những cái cuộc chia ly như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì người mẹ vẫn một mong chờ một ngày nào đó người con sẽ dắt những đứa con của họ là cháu quay trở về với gia đình, để thấy rằng là trong ngày lễ Mother's Day này thì chúng ta không chỉ nhớ đến mẹ chúng ta không chỉ yêu mẹ chúng ta biết đến những sự hy sinh thầm lặng, vì mẹ lúc nào cũng muốn con mình tốt, mẹ lúc nào cũng muốn con mình được bằng với người ta, muốn cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà làm con thì đôi khi không bao giờ hiểu mẹ, và hay làm riêng. Thì hôm nay đây thì trong câu chuyện này Tiến chia sẻ thêm một góc khác, đó là có những câu chuyện những người mẹ nếu như mà đã bao lâu nay rồi con mình nó không về, hoặc là mình còn có sự giận dỗi nào đó, thì mẹ hãy cho một người con đó một cuộc gọi phone để nói chuyện. Tiến có những câu chuyện thật ở ngoài đời giống như vậy, một cái cơ hội. Hoặc là bản thân hôm nay quý vị bây giờ đã có con rồi, ai đã từng có con mới hiểu là ngày xưa sao mẹ mình dỗi dữ vậy, đúng không ạ? Đó, câu chuyện này sẽ được nhiều quý vị sẽ đồng cảm với Tiến nhiều lắm. Thì mong rằng nếu mà quý vị là những người mẹ, cho con một cơ hội để được nói chuyện lại với nhau. Nếu quý vị ngày hôm nay là những người con, còn còn những người mẹ đâu đó xa xôi, những người mẹ còn nhiều khó khăn, thì mong rằng quý vị sẽ có thêm một sự mạnh mẽ để chúng ta bắt phone lên gọi cho mẹ mình, để biết đâu câu chuyện bắt đầu từ những cuộc phone đó nó sẽ ấm áp và sẽ có nhiều niềm vui hơn. Dạ đúng rồi. Giống như theo người Á Đông của mình đó anh, thường là mẹ mình thì coi như có một cái tự ái riêng, hoặc là cái lòng người mẹ họ lại không gọi, xong rồi con thì lại sợ, xong rồi cũng không gọi, rồi rốt cuộc không ai nói chuyện với nhau hết. Rất là buồn. Mà giống như là hồi nãy anh Đức Tiến có chia sẻ là có những người con mà khi mà nói chuyện với mẹ khách khẩu á, thì em hiểu rất là nhiều, tại vì em cũng bị trường hợp như vậy. Có nghĩa là khi còn nhỏ ba mẹ của em rất là bận rộn, không có spend time nhiều với em, cho nên là hồi nhỏ không có hiểu ba mẹ, nghĩ giống như là cái tình thương nó không có nhiều. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình ở xa nhà rồi thì mình mới hiểu. Thì mới, tại vì khi nào mà gọi là cũng hỏi là ăn gì chưa, rồi hỏi đi chơi ở đâu, có bầu chưa
Thôi, cái đó thì còn lo hơn nữa. Khi mà mình biết là mình có một người bạn trai giới đó, chỉ là bạn thôi là mình đã lo rồi, là hỏi là nhà ở đâu, làm gì, làm cái gì, làm thế nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại, nhiều khi nói chuyện với mẹ vẫn có những cái không có hòa hợp, nhưng mà sau khi mà nói chuyện xong mình lại thấy có lỗi. Tại sao mình lại nói những cái câu như vậy, nặng nề. Đúng rồi, cho nên là em rất là cảm ơn anh chị đã cho em cái cơ hội mà ở đây mà nói cái ngày lễ của mẹ. Và anh hỏi thêm là sau khi em biết rằng là em với mẹ khắc khẩu như vậy, rồi có đôi khi nói không hợp nhau như vậy, rồi em có tìm được cách nào để mà nó nhẹ nhàng hơn không? Thường lúc nào em cũng nhắn tin xin lỗi hết. Hay vì, vậy hả? Tại vì nhiều khi nói chuyện á, mình không có truyền đạt được hết những cái ý mà mình muốn nói. Thì em nhắn tin em xin lỗi mẹ. Còn mẹ em thì lại không bao giờ để ý những cái chuyện đó trong lòng hết. Như là mới vừa la xong quá trời luôn, ngày hôm sau là gọi, ồ con ăn chưa? Cho nên là em nghĩ là tất cả những người mẹ đều có tâm trạng giống như mẹ của em. Có nghĩa là la thì la, nhưng mà thương thì vẫn cứ thương, rất là thương. Còn theo như chị Hạnh á, thì em được biết là chị sinh ra là cái thời mà mẹ chị là vừa làm mẹ vừa làm cha luôn, thì chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm khác nhau như thế nào? Hôm nay là khoa học lên của chúng ta sẽ bị lên bàn nóng. Thực sự ra thì mẹ chị mất trước ba chị, cho nên ba chị mới là người vừa mẹ vừa ba luôn. Cho nên là thật sự ra cái thời gian mà Lê ở với mẹ thì không có lâu, lúc đó khoảng chừng 10 tuổi thôi là mình mất rồi, 10, 11 tuổi, cho nên là mình không có một cái nhiều ký ức về mẹ lắm. Nhưng mà chỉ có một điều mình nhớ hoài đó là khi mà lúc mình nhỏ thì mình đi học lớp 1, lớp 2 đó, thì thấy bạn bè hay kẹp những cái kẹp đạp nơ, kẹp nơ, những cái kẹp, những cái quấn lúc đó thì cũng thuộc loại điệu mà. Xong nhỏ lắm thì cứ nói là trời ơi mẹ ơi, sao đứa này nó có cái kẹp này đẹp quá ta. Là ngay hôm sau là mình biết mình đem về cho mình có. Thì mình không bao giờ nghĩ rằng những cái điều đó mà mẹ mình sẽ để ý đến như vậy. Mình cũng không có nghĩ rằng mẹ sẽ đi mua những cái kẹp rất là nhỏ như vậy, dù là bà rất là bận rộn. Thì mình mới thấy rằng là nếu mà một cái câu chuyện mình nói với một người bạn của mình đi, thì đó là một cái điều nó thoáng qua thôi. Nhưng mà mẹ thì lúc nào cũng phải nhớ con từng ly từng tí. Mặc dù là mình có nói vô, có nói hay không nói tới, thì mình biết sâu trong cái tâm của mẹ mình là luôn luôn để ý cho con cái, và muốn ước mong rằng con mình sẽ luôn luôn là có những cái gì tốt nhất, đẹp nhất và thành công nhất so với những người khác. Cho nên là khi mà mình càng lớn lên đó, thì mình có con rồi thì mình mới thấy được rằng là khi mà mình để ý cho con mình như vậy mà vô tình, ví dụ như con mình lặp lại giống mình. Đúng rồi, lặp lại giống mình, hoặc là vô tình một người con mình mà nó thờ ơ, mà nó nói những cái câu mà mình không có được vui lòng đó, thì mình mới thấy rằng là wow, có nhiều khi khi mà mình nhỏ như vậy đó, thì mình không có hiểu được hết cái lòng của người mẹ mình. Cho nên là mình khi mình càng lớn, mình mỗi năm mình mỗi già hơn đó, thì mình mới thấy được là cái tình mẹ, cái tình mẫu tử của nó là như người ta nói là không có thể nào mà so sánh được với những cái tình mẫu tử khác, những cái tình khác. Tuy nhiên thì có những cái mối quan hệ của mẹ và con không có được tốt đẹp lắm, thì đây đúng là cái cơ hội để mà mình ngồi lại, mình suy ngẫm lại xem mình đã làm được gì cho mẹ mình. Và mình đã có được những cái điều gì để cho mẹ mình at least được vui hay chưa. Chứ mình chưa nói đến những cái vật chất mà mình sẽ mua cho mẹ mình. Đúng rồi. Một năm chúng ta có 365 ngày, chúng ta có ngày sinh nhật, chúng ta có ngày Tết, chúng ta có rất nhiều các ngày lễ khác nhau, mà chúng ta cũng có một ngày để nhớ về một người phụ nữ, một người đã 9 tháng 10 ngày chịu nặng, chịu cực, chịu khổ và nhiều thứ khác để mang thai và sinh ra cho chúng ta. Mà không chỉ sinh ra không, người phụ nữ đó còn phải nuôi nấng, dạy dỗ, rồi phải bảo vệ, rồi nhiều thứ khác nữa mà chúng ta gọi đó là mẹ, là má, là mom, vân vân. Mỗi một nơi có những từ khác nhau, nhưng mà chung quy là nói về một người phụ nữ hy sinh rất nhiều cho mình. Thì cái ngày lễ Mother's Day này, ngồi đây thì có họ Lê, có Đức Tiến, có Nam Đặng, có Thùy Linh, Thùy Vi vân vân. Thì phải nói là tất cả mọi người trong VKAO TV với chương trình này, với mong muốn là đầu tiên là cảm ơn đến những người mẹ của mình, những người phụ nữ rất là, phải dùng một từ là mình không hiểu sao ngày xưa mẹ mình phải làm dỗ đến mức độ như vậy. Tại vì có những, một câu mà tiếng học đó được là gì? Những sự hiểu biết, những sự thông minh, những gì mình có được ngày hôm nay, đó chính là sự hy sinh,
sự chịu đựng mình mới có được. Nếu như mình khôn, mình thông minh, mình giỏi hơn, tại vì mẹ mình đã dành những cái đó cho mình rồi, nên mẹ mình không giỏi, không thông minh, không khôn bằng mình. Tiếng biết có nhiều người nói trời ơi sao mẹ không chịu học cái này đi, cái này dễ lắm, cái này ai cũng biết hết trơn, mẹ cứ xuất hiện ở nhà không biết gì hết. Tại vì mẹ ở nhà để bảo vệ gia đình, để lo cho con cái, con ra con học tới những gì mình có được ngày hôm nay, đó chính là sự hy sinh của mẹ mình mới có được. Thì thay thế mình quay ra mình trách, mình giận mình thế này, thì mình hãy hiểu là sự san sẻ để cho nó mở hướng nó vui hơn. Anh biết không, có một cái điều như vậy nè, nhiều khi á, mẹ nói cái gì giống như Vi nói là khắc khẩu hay là khó chịu sao mẹ không biết, mẹ cứ nói mẹ la con, nhưng mà thường đa số cái thời gian nó qua đi, khi mình nghĩ lại lúc nào mình có một cái câu là mẹ luôn luôn đúng. Lúc nào cũng mẹ luôn luôn đúng. Hồi xưa mà quen ai mà mẹ cấm, mẹ nói mẹ thấy thằng này nó không được à, quen thời gian mới biết đúng đó, là mẹ luôn luôn đúng, nói từ kinh nghiệm của bản thân đúng không. Với lại đó, có những cô những bác mà gọi vô chia sẻ rất là nhiều, giống như là ngày xưa đó thì ở Việt Nam trước khi mà cái thời mình qua Mỹ đó thì các cô phải vừa làm cha làm mẹ, là tại vì có những người đàn ông họ đi tù cải tạo, rồi khi mà qua đây đó thì lại phải đi làm, tại vì ngày xưa cũng tiếng Anh không biết rồi này kia, thì rất là nhiều gia đình là bố mẹ đều đi làm 2-3 job một ngày rồi về, mà các bà mẹ còn phải nấu ăn rồi lo cho con này kia rất là nhiều. Và đó là lý do mà bây giờ mình có được rất là nhiều bác sĩ và kỹ sư cũng đều do là các bà mẹ superwoman hết luôn. Rất là hay, rất là nể luôn. Nhưng mà thì Vy cũng thấy là những cái giống như là lúc mà trước khi qua Mỹ thì cảm thấy là người ở bên này á, sống sung sướng hơn ở Việt Nam nhiều. Nhưng mà khi mà qua đây rồi chứng kiến những bà mẹ ở đây mà làm việc còn hơn là ở Việt Nam nữa, tại vì thường ở Việt Nam mình có ông bà phụ giúp mình, còn ở đây là phải tự thân vận động hết, không có ai giúp đỡ cả. Dạ đúng rồi. Có lẽ là bây giờ chắc là gia đình của Vital TV sẽ take một chút xíu break. Mời quý vị theo dõi một vài những cái thông tin thương mại của đài. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 trong ngày lễ đặc biệt Mother's Day.